Hoan hỷ chào đón các bạn, chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 7 tháng 10 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Quý Hợi, tháng Kỷ Hợi, Năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giá hắc đạo trong ngày gồm có giờ nhâm tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trận, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chu Tước về ngũ hành ngũ hành niên mệnh đại hải thủy ngày quý hợi tức can chi tương đồng thuộc thủy và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm đại hải thủy kỷ tuổi đinh tỵ ất tỵ ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa đặc biệt là tuổi kỷ sửu đinh dậu kỷ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày hợi lục hợp với dần tam hợp với mão và mùi thành mộc cục xung với tỵ hình hợi hại thân phá dần và tuyệt ngọ vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi đinh tỵ ất tỵ đinh mão đinh dậu tuổi xung trong tháng tuổi tân tỵ đinh tỵ vài các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên quý tốt mọi việc sao địa tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương sau tục thế, tốt mọi việc nhất là cưới hỏi sau phúc hậu tốt về cầu tài lộc khai trương mở kho sau kim đường hoàng đạo tốt mọi việc sau ngũ hợp tốt mọi việc sau sáu trong ngày gồm có sau thổ phủ kỵ về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ sau thiên ôn kỵ về xây dựng nhà cửa sau họa tai sau đối với xây dựng nhà cửa độ mái sửa sang nhà cửa sau lục bất thành sau đối với xây dựng sau thần cách kỵ về tế tự sau ngũ quỷ kỵ về xuất hành sau cựu không kỵ về xuất hành cầu tài lộc khai trương sau lôi công, sáu về xây dựng nhà cửa sau nguyệt hình sáu mọi việc sau dương thác kỵ về xuất hành cưới hỏi an táng vài hướng xuất hành tốt trong ngày Hị Thần hướng Đông Nam Tài Thần hướng Tây Bắc và sau đây mời các bạn muốn xem từ Vi chi tiết 12 quân giáp thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2021 mà các bạn cùng theo dõi đầu tiên mà các bạn muốn xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Tý cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Tý trong ngày này đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày vô cùng là hanh thông, thuận lợi bởi bạn đang chịu tác động của cục diện ngũ hành, tí hợi, tương hội tạo nên bản mệnh tuổi Tý không khó để ghi được dấu ấn trong mắt của mọi người xung quanh và với bà tuổi Tý bạn cứ từng bước chạm tay vào những mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước đó mà không gặp phải trở ngại gì quá lớn. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi tí, bạn đang gặp được ngày của thực thần, chiếu mệnh. Cái điều này cũng cho thấy tiền bạc sẽ ùn ùn kéo đến với bạn trong khoảng thời gian này. Nhất là đối với những ai làm trong những lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, ngành nghề tự do. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi tí, lại đang gặp ngày của thủy khí vượng. Cái điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới vấn đề sức khỏe của bạn mệnh. Khi sức đề kháng của bạn bị giảm sút thì bệnh tật sẽ nhanh chóng hội tham bạn, vì vậy với bạn tuổi tí không thể bỏ qua được những dấu hiệu dù là nhộ nhất của cơ thể như là bệnh phổi, bệnh về viêm khí quản, viêm họng, bệnh về cột sống, gân cốt, răng, cơ bắp có thể tìm đến bạn bất cứ lúc nào nữa về tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim vận trình tài lộc bất ngờ tăng tín tiền bạc ùn ùn đổ về nhà tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa sức khỏe có thể bị ảnh hưởng ít nhiều bạn cần nên quan tâm tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ tình cảm trở nên lạnh nhạt cần phải hân nóng ngay khi có cơ hội. Từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc, công việc gặp nhiều thuận lợi, sớm đạt được mục tiêu. Vài đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi xỉu. Từ vi tuổi Sửu thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2021 xem vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang có được báo hiệu bạn gặp được vận quý nhân tam hội ở bên trợ mệnh cho nên với bạn tuổi Sửu liên tiếp đón những thông tin tốt đẹp liên quan tới công việc trong ngày hôm nay về các mối quan hệ xã giao của bạn có được sự hài hòa cũng sẽ giúp cho công việc của bạn được phần suôn sẻ và thuận lợi hơn bên cạnh đó trong vận tình ngày thứ năm này với bạn tuổi sửu bạn lại đang gặp được ngày của thiên ấn chiếu mệnh cái điều này cũng sẽ giúp cho bạn tuổi sửu phát huy được những điểm mạnh và điểm yếu của bản thân mình trong công việc cũng như là cách đối nhân sự thế với người khác cũng vì thế mà bạn sẽ sớm gây được ấn tượng tốt đẹp cho mọi người hơn chỉ tiếc rằng trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tự xỉu về phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn mối quan hệ giữa bạn với nửa kia không mấy êm đềm trong ngày hôm nay khi bạn đang phạm phải ngày thủy thổ xung khắc Dường như sóng gió đang nổi lên và với bạn tuổi xỉu, bạn đừng tự làm mình trở nên lạc hậu như thế. Hãy tận hưởng những điều mới mẻ đang diễn biến mỗi ngày cùng với người ấy. Cứ vun đắp mỗi ngày, tình cảm sẽ ngày một lớn hơn. Về tử vi tuổi ất xỉu, thuộc mệnh kim, mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa, tốt đẹp nâng bước cho vận trình của bạn. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, tình cảm gia đình giản nứt có nhiều mâu thuẫn từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ đừng chỉ sống cho thế giới riêng của mình hãy cởi mở hơn từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc bộc lộ những khía cạnh mới mẻ của bản thân và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ năm này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi dậu, tuổi tỵ. Từ vi tuổi dần thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi dần ạ cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần trong ngày này đang có điểm báo bạn đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cái điều này gây không ít trở ngại cho vận trình của bạn ngày hôm nay về mối quan hệ giữa bạn với các thành viên trong gia đình khó có được sự hài hòa mâu thuẫn tranh cãi cứ diễn ra liên miên và may mắn là trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi dần bạn lại đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh trợ mạnh cho vận trình tài lộc của bạn. Cho nên về phương diện tiền bạc của bạn trong ngày hôm nay lại có được sự ổn định và có những dấu hiệu tăng tín trong khoảng thời gian này. Với bạn tuổi dần, bạn sẽ nhận được những khoản tiền lương, tiền thưởng ứng với công sức tương ứng với công sức mà mình đã bỏ ra. Bên cạnh đó, trong ngày thứ năm này với bạn tuổi dần, bạn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành, thủy sinh cho mộc vượng. Cái điều này cũng cho thấy về phương diện sức khỏe của bản mệnh đang có được dấu hiệu cải thiện khả quan. Có vẻ như với bạn tuổi dần có được chế độ ăn uống, sinh hoạt, rèn luyện cơ thể đã mang lại cho bạn có được những thành quả bước đầu rồi. Vì vậy, bạn cần phải tiếp tục phát huy và duy trì chúng nhé về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy tài lộc ổn định trên đà tăng tín tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa tình cảm gia đình bất ổn mâu thuẫn triền minh. tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ gặp ít trở ngại trong các mối quan hệ xã giao lẫn tình cảm tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc sức khỏe cải thiện đáng kể tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim không phải lo lắng về chuyện tiền bạc Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi tuất, tuổi ngọ. Tử vi tuổi Mão, thứ năm, ngày 11 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi mão á, cho chúng ta thấy là bạn tuổi mão trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ cái điều này làm cho vận trình trong ngày hôm nay với bạn diễn ra được suôn sẻ mọi việc đang diễn ra vô cùng thuận lợi với bạn tuổi mão trong ngày này và với bạn tuổi mão dù bạn vẫn ngồi trên ghế nhà trường hay là đã đi làm thì đều sẽ đón nhận những tin vui thi cử đỗ đạt hay là hợp đồng ký kết thành công, công việc được thuận lợi. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi mão, bạn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. May mắn còn tìm tới bạn trong ngày hôm nay, mang đến cho bạn không ít những tin vui về tài lộc. Với những khoản tiền này, đến chủ yếu từ nguồn thu nhập phụ, có thể là bạn nhận được tiền lương, tiền thưởng từ công việc làm thêm, hay có thể là trúng số, trúng thưởng hay được tặng quà về tiền bạc nữa. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi mão, bạn cũng đang gặp được ngày có thủy mộc tương sinh. Cái điều này cũng sẽ giúp cho vận trình tình duyên của bạn mệnh trở nên tươi đẹp hơn. Cả hai đều biết cách chia sẻ và lắng nghe cho nên mới có thể ngày càng thấu hiểu và thông cảm cho nhau đến như vậy. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, công việc, học hành, thuận lợi, tấn tới từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa đừng chủ quan hãy luôn có tinh thần học hỏi và cầu tín thành công mới tìm đến với bạn từ vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ đừng có lơ là mà bỏ qua những dấu hiệu bất thường trên cơ thể từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc tình cảm hài hòa êm ấm từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim tiền bạc ùn ùn kéo về nhà về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ năm này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ phi tuổi thìn thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi thìn á, cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn trong ngày này đang gặp được ngày có chính ấn trợ mệnh cái điều này sẽ giúp cho vận trình sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay có được những tín hiệu tích cực và với bạn tuổi thìn với khả năng của mình bạn sớm khẳng định được vị thế của bản thân mình trong tập thể với những phát hiện mới mẻ của bạn nhận được không ít sự tán thưởng của đồng nghiệp và mọi người xung quanh và bạn nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên Tuy nhiên, với bạn tuổi thìn, bản thân của bạn lại chẳng màng tới danh lợi. Trong những năm qua, dù bạn đã cống hiến không ít, nhưng lại chỉ thăng tín một cách chậm rãi và đôi khi còn bị bộ quên bất ngờ. Và bạn tuổi thìn, bạn hãy vạch ra cho mình với những đích đến cao xa hơn nữa nhé. Thêm nữa, về phương diện tình cảm của bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này lại chẳng được mấy tốt đẹp khi bạn đang gặp ngày có ngũ hành thủy thổ sung khắc như ngày hôm nay. Với những hiểu lầm cứ ngày một lớn dần lên, trong khi cả hai đều khăng khăng với ý kiến của mình, cá tính quá mạnh của bạn khiến cho tình hình càng ngày càng căng thẳng hơn. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, họ, hãy học cách tận hưởng cuộc sống, đừng có mãi nhốt mình trong thế giới riêng. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, đừng có nhân nhượng cho bất cứ tình huống nào. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, Tình cảm gia đình khó hàn gắn, từ vi tuổi canh thìn, thuộc mệnh kim, công việc được thuận lợi, nhanh chóng ghi điểm trong mắt cấp trên. Từ vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy, sức khỏe luôn là mối quan tâm hàng đầu. vài đánh giá của bạn tử thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường, màu cà phê, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi tí, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi tỵ ạ cho chúng ta thấy rằng công việc của bạn tuổi tỵ trong ngày hôm nay đang có điểm báo sẽ phải đối diện với không ít những khó khăn trở ngại khi bạn đang chịu tác động tiêu cực của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi gây ra về các mối quan hệ xã giao của bạn tuổi tỵ không được mấy tốt đẹp trong ngày với những ý kiến bất đồng có thể là khởi nguồn cho những mâu thuẫn giữa đôi bên trong khoảng thời gian này nữa và may mắn là trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi tỵ bạn lại đang gặp được ngày có chính quan giúp sức. Cho nên, mọi thứ có thể sớm trở lại guồng quay của nó. Tuy nhiên, tín độ có thể chậm lại một chút. Nhưng với những trải nghiệm mà bạn có được, cũng sẽ giúp cho bạn trở nên vững tâm hơn trên con đường tiến tới thành công ở phía trước. Trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, vẫn chưa tìm được nhân duyên của đời mình khi bạn đang gặp ngày có ngũ hành, thủy khắc với họ như ngày hôm nay. Và bạn tuổi tỵ đừng có vội từ chối những lời mai mối, giới thiệu của bạn bè, người thân, bởi đó có thể là cơ hội tốt để cho bạn gặp gỡ được những đối tượng ưng ý cho mình đó nhá vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa gia đạo bất an tình cảm khó hài hòa tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ mối quan hệ xã giao lâm vào bế tắc khó hòa giải Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc tín đậu công việc trở nên trì trệ Từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim con đường thành công của bạn sẽ gặp không ít trở ngại Từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy một vài vấn đề có thể xảy đến với bạn như là sức khỏe cần phải lưu tâm và đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ màu sắc cát tường màu hồng màu cam quý nhân phù trợ tuổi sửu tuổi dậu tuổi thân Từ vi tuổi ngọ thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tử ngọ cho chúng ta thấy là bạn tử ngọ trong ngày này đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo kẻ tiểu nhân trong bóng tối luôn tìm đủ mọi cách để có thể hãm hại vùi dập bạn và tốt nhất là với bạn tử ngọ nên tránh xa những chuyện thị phi bao đồng kẹo lại bị vạ lây trong ngày này bạn tử ngọ cũng đang gặp đào hoa sát rình rập đối với những người có đôi có cặp trong ngày hôm nay cần đề phòng kẻ thứ ba có thể xuất hiện bất cứ lúc nào chiên chân vào tình cảm của hai bạn ngộ hành thủy họa sâu khác khiến cho tự chuyện tình cảm lứa đôi dần lạnh nhạt hơn trước đó và với bạn tứ ngọ trong ngày này nếu như muốn công việc của mình được thuận lợi suôn sẻ hơn bạn có thể xem giờ hoàng đạo hoặc là hướng xuất hành tốt trong ngày hôm nay để thực hiện và nếu như xuất hành đi xa bạn nên ưu tiên đi về những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng tây bắc để có được nhiều sự may mắn thuận lợi cho mình vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim tình cảm đối với những bạn đang còn độc thân trở nên bình ổn hơn nếu như bạn bình tĩnh đối mặt. Từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy cần phải chú ý tới vấn đề sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ tránh xa những chuyện thị phi ảnh hưởng tới danh tiếng của bản thân. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc các cặp đôi đứng trên bờ vực tan vỡ. Và đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi, thứ năm, ngày 11 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ cái điều này mang đến cho bạn tuổi mùi có được những cơ hội để phát triển sự nghiệp của mình một cách nhanh chóng mà vẫn bền vững đáng mong đợi không những vậy, về mối quan hệ xã giao của bạn tuổi mùi cũng trở nên tốt đẹp hơn và bạn có thể bắt tay kết hợp với những đối tác tiềm năng đem lại nguồn lợi ích không hề nhỏ cho mình nữa nhé. Và ngày này với bạn tuổi mùi, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên ấn ghé thăm. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi mùi có thể phát huy được những khả năng tiềm ẩn của bản thân mình. Nhất là ở những lĩnh vực như là nghệ thuật, kỹ thuật, bạn nhạy biến và linh hoạt trong cách xử lý vấn đề khiến cho ai nấy đều phải nệ phục bạn nữa tuy nhiên trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi mùi lại đang gặp ngày có thủy thộ bất dùng cái điều này cho thấy đối với những bạn đang quản độc thân có không ít những người khác giới theo đuổi và ngỏ lời yêu thương tuy nhiên bạn cũng vẫn cần phải tỉnh táo trước những lời đường mật của họ đừng có để cho sự hào nhoáng làm cho mình choáng váng mà đưa ra các quyết định trái với con tim mình mách bảo nhé vài tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim nhận được sự kính trọng nể phục của mọi người xung quanh tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy sức khỏe có thể bị ảnh hưởng theo chiều hướng tiêu cực tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa tình cảm không như ý muốn tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ cần phải tỉnh táo với những lời đường mật kéo lại rước họa vào than tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc chuyện học hành công việc được hanh thông sun sẻ và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi thân thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là ngày này bạn tuổi thân đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cái điều này sẽ mang đến cho bạn tuổi thân không ít phiền toái Bạn mệnh tuổi thân nên thận trọng trong từng hành động của mình kẹo chỉ một sai suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng lớn tới vận trình sự nghiệp của bạn nữa có thể có không ít kẻ xấu bụng chỉ muốn nhìn thấy bạn ngạ gục ngay lúc đó lại thêm trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi thân đó, đang gặp ngày có kíp tài chiếu mệnh làm cho vận trình của bạn cũng gặp nhiều trở ngại nếu như bạn không cẩn thận tiền tài của bạn có thể bay biến trong chớp mắt bạn tuổi thân cũng đừng có vội vàng hấp tấp khi đưa ra các quyết định quan trọng liên quan tới vấn đề tiền bạc trong ngày hôm nay và may mắn là bên cạnh bạn luôn có một hậu phương vững chắc luôn sẵn sàng ủng hộ cho bạn mọi lúc, mọi nơi. Ngũ hành kim sinh cho thủy sẽ giúp cho tình cảm của hai người ngày càng thêm nồng nàn, bền chặt, thắm thít. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, cẩn trọng trong từng hành động, kéo lại, dễ mắc phải sai sót. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, công việc trở nên Trở môn trùng tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ đừng có để chút tiền bạc của mình rơi vào tay kẻ khác tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc tình cảm gia đình thêm phần gắn kết tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim chế độ sinh hoạt điều độ giúp cho sức khỏe của bạn ngày một khá hơn và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi tí, tuổi tỵ. Từ vi tuổi giàu, thứ năm, ngày 11 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi giàu cho chúng ta thấy là bạn tuổi giàu trong ngày này đang chịu ảnh hưởng của tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tử giàu khó tránh được những chuyện thị phi ở chốn công sở và bạn tử giàu dễ bị cuốn vào gồm quay của những cuộc chia bè kết phái, tranh lợi, đoạt tài không hồi kết ở chốn công sở. Và với bạn tuổi Dậu, bạn hãy giữ cho mình luôn luôn có được sự tỉnh táo, cố gắng đứng ngoài cuộc tất cả những chuyện này. Khi đó, bạn mới có thể tập trung để triển khai những dự định mà mình đang ấp ủ. Bạn hãy luôn giữ cho mình có được sự tự tin, đừng vì những lời nhận xét của mọi người xung quanh mà buồn phiền, thất vọng, muốn buông xuôi tất cả. Ngày này, bạn tuổi dậu lại đang gặp được ngày có ngũ hành, kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này làm cho sức khỏe của bạn cũng đã có được những dấu hiệu tích cực khả quan tuy nhiên với bạn tuổi dậu cũng đừng vì thế mà chủ quan hãy luôn tuân thủ chế độ sinh hoạt tập luyện thể dục thể thao khoa học đều đạt phát huy tinh thần thể dục thể thao ở bất cứ nơi đâu bạn có thể nhé về tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy khó tránh vướng vào những chuyện thị phi chốn công sở tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa tỉnh táo nếu không muốn vướng vào những rắc rối không đáng có tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ mối quan hệ xã giao không mấy hài hòa tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc tình cảm lứa đôi hạnh phúc ấm êm tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim sức khỏe có dấu hiệu tiến triển tích cực và đánh giá của bạn tử dậu trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tụi xỉu, tụi thìn, tụi tuổi xỉu, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi tuốt Thứ năm, ngày 11 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất trong ngày này đang gặp được ngày của chính ấn trợ mệnh, cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tuất không cần phải lo lắng quá nhiều về công việc trong ngày hôm nay và bạn tuổi Tuất dễ dàng bộc lộ được tài năng của bản thân mình và sớm ghi điểm trong mắt đồng nghiệp, bạn bè và cấp trên. Cơ hội thăng tiến của bạn đang đến rất gần, vì vậy với bạn cần phải tiếp tục nỗ lực và phát huy những ưu điểm của mình nhé và trong ngày thứ năm này với bà Tử tuất về mối quan hệ giữa bạn và người ấy lại có phần trở nên căng thẳng hơn khi bạn đang gặp ngày thổ khắc với thủy như ngày hôm nay với những bất đồng quan điểm dâng cao tranh cãi gay gắt khiến tôi đôi bên chẳng muốn nhìn mặt nhau thêm nữa và ngày này, xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 7 tháng 10 năm Tân Sửu, ngày này với ba tuổi tốt đang chịu tác động của nhiều sao xấu như là sao Thiên Ôn, sao Thổ Phủ, sao Thần Cách, sao Lục Bất Thành, sao Ngũ Quỷ, sao Họa Tai. Vì vậy, bạn không nên thực hiện những công việc trọng đại như thế là cưới hỏi, xây cất về nhà cửa, chỗ cửa, tháo nước hay là xuất hành đi xa hay là ký kết những hợp đồng quan trọng nhé. Và nếu như có công việc bắt buộc phải đi xa với bạn tuổi tuất nên ưu tiên đi về những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng tây bắc để hạn chế những rủi ro tăng thêm sự may mắn cho mình. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa tình cảm có nhiều xung đột rạn dạ nứt khó tránh tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ đừng có bỏ lỡ cơ hội thăng tiến phát triển hiếm có tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc không nên tiến hành những công việc trọng đại hay là ký kết hợp đồng xuất hành trong ngày hôm nay tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim công việc nằm trong tầm kiểm soát tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy đừng có mãi mê công việc mà quên mất sức khỏe của bản thân và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi hợi, thứ năm, ngày 11 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi hợi, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành hội hội tự hình và đây chính là những áp lực vô hình mà bạn tuổi Hợi phải chống đỡ trong thời gian này với bạn tuổi Hợi tâm trạng của bạn buồn bực chẳng thể nào tâm sự cùng ai khiến cho bạn càng trở nên khép kín mình hơn và nếu cứ kéo dài tình trạng này tâm bệnh của bạn sẽ ngày càng khó hóa giải chưa kể tới sự xuất hiện của thương quan chiếu mạnh quan khiến cho bản mệnh tuổi hợi phải chịu không ít sự đả kích khi công việc chuyển biến theo chiều hướng xấu, mọi việc bỗng chốc quay về vạch xuất phát khiến cho bạn càng ngày càng chán trường hơn. Và ngày này, xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 7 âm lịch, nhân thần nằm ở phía trong khớp cổ chân, khí sung và xương bánh chè. Vì vậy với bà tuổi hợi nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉa, châm chích ở các vị trí này trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, trong ngày mùng 7 này với bạn tuổi hợi cũng đang chịu tác động của nhiều sao xấu như là sao thiên ôn, sao thổ phủ, sao ngũ quỷ, sao lục bất thành. Vì vậy với bạn không nên tiến hành những công việc trọng đại. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, công việc gặp nhiều khó khăn, tiền bạc dễ thất thoát. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, tinh thần mệt mỏi, áp lực đè nén. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, nên quan tâm hơn tới sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, hãy tìm một người bạn để có thể giải bày tâm sự với những lo no lắng muộn phiền của bản thân. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, hãy đối mặt trực diện với những áp lực vô hình của bạn. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi dần, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.